xin lỗi em sẽ nói với cháu ạ. Bởi vì em hy vọng rằng là sau cái sự mở màn của em đã mang được vinh quang về cho tổ quốc rồi, thì trong đội của em 7 nội dung còn lại mọi người sẽ chiến đấu thật là hết sức mình để tiếp tục mang tiếp những cái huy chương cao nhất để cho tất cả vận động viên chúng em cũng giống như tất cả mọi người trong đội của em cũng giống như là bao nhiêu người hâm mộ Hoàng Kiều tại trái tim người hâm mộ và cái sự hy sinh của ban huấn luyện, của thầy giáo, cô giáo và của chuyên gia chúng em đã thầm lặng hy sinh cho tụi em rất là nhiều, thì là sẽ được những cái tấm huy chương người mà đền đáp lại công ơn của tất cả mọi người ạ, đền đáp lại những cái sự chờ đón của tất cả mọi người ạ, em cảm ơn ạ. Hôm nay là chúng ta lại thêm một huy chương vàng nữa, vậy thì Huệ muốn dành lời cảm ơn nhất đến đây. Em sẽ không dành một lời cảm nhất cho riêng ai cả, mà em sẽ gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, bởi vì với em thì ai cũng là người quan trọng cả. Tất cả khán giả hoặc là những người tham gia đi qua cùng giống như bên chuyên môn thì ai cũng là người quan trọng đối với em, và ai cũng là một cái nền động lực, một cái nền tảng để cho tụi em hướng tới ạ. Tấm huy chương vàng đơn nữ này nó khác với những tấm huy chương vàng khác của Huệ đã từng giành ở SEA Games như nào? Đây là tấm huy chương vàng trên đơn đầu tiên của em ạ, nên em cảm giác rất là tôn trọng ạ. Tất cả các nội dung thì em đều là trân trọng nó, quý giá nó, nhưng mà trên đơn thì là nó có một cái gì đấy đâu ngang ngang hơn ạ. Vâng, tại vạch đích thì thấy được cái sự vượt xa cách biệt so với các đối thủ còn lại. Mẹ có thấy mình cái cảm giác của mình vượt xa quá xa đối thủ. Nhờ đâu mà em có được cái sự tinh thần lớn lao như lúc này em nói thì là cái sự bứt phá của tụi em là nhờ vào cái tinh thần cổ vũ, cái sự theo sát của tất cả mọi người. Đây là không vì những cái lần bỏ xa này mà những cái lần sau tụi em sẽ chơi ngược lại. Tụi em sẽ là tiếp tục cố gắng hơn ạ. Cảm ơn ạ. An toàn trong cổ vũ.